tiếng còi của trọng tài Lê Quang ngày hôm nay đã vang lên để báo hiệu cho một trận đấu bán kết 1. Rất mong là các bạn trẻ của trường Đại học Thủ đô sẽ cùng chia sẻ trận đấu ngày hôm nay để giới thiệu hình ảnh bóng đá trường Đại học Thủ đô, giới thiệu giải đấu của khoa ngoại ngữ đến với những bạn bè của mình. Phản công dành cho các thủ ngoại ngữ, một đường chuyền hay nhưng không thể dứt điểm, cơ hội không vào và chạm bóng đến từ Thế Thành. Tình huống chuyền bóng rất nguy hiểm của đội trưởng Việt Anh. Vẫn là các tình huống nguy hiểm mà ngoại ngữ tạo ra. Nhập cuộc với tâm thế đội bóng nhất bảng, lại là Thế Thành. Nguy hiểm. Một tình huống xử lý bóng khá mạo hiểm. Rất may cho các thủ ngoại ngữ là bóng đã chạm tay cầu thủ Minh Châu ở tiếng vừa rồi. Bóng đã chạm tay Mạnh Tùng. Thế Thành đang đứng trước quả phạt này. Không phải là một tiếng dứt điểm thẳng mà nó là một pha phối hợp. Người áp sát phá bóng nhanh là Trần Trung. Vẫn là Trần Trung. Tuyến 2 không được. Phòng ngự số đông đến từ cao thủ Trần Văn. Họ lại tiếp tục ngăn cản một tình huống dứt điểm từ xa. Lực sút là tốt. Rất nguy hiểm. Vâng, một tình huống dứt điểm rất nhanh và rất bất ngờ đến từ Tùng Dương. Sợ Nhật Văn suýt chút nữa có bàn thắng. Pha giật vâng ngẫu hứng. Và ngay sau đó là một tình huống không nghĩ ngợi nhiều. Bóng vẫn trong trần cao thủ Nhật Văn. Lại một pha dứt điểm từ xa nữa. Nhưng lần này thì Đinh Văn Tiến đã dứt điểm thiếu đi chuẩn xác. Pha dứt điểm quá thiếu chính xác. Thế Thành không vào. Vẫn là ngôi sao sáng nhất của ngoại ngữ từ đầu trận đến giờ. Bóng đang được dồn cho Thế Thành rất nhiều. Và có lẽ nếu như muốn kiểm tỏa những sự nguy hiểm cho cách chơi tấn công của ngoại ngữ thì Nhân Văn cần phải khóa chặt được Thế Thành. May mắn lại đứng về phía ngoại ngữ. Đây là cơ hội. Câu trả lời rất nhanh đến từ cao thủ Hoàng Hoàng Ngữ. Cầu thủ vừa sân thanh người. Và đi bóng đến từ Thế Hiếu. Rất hay, không vào. Duy Long là người đã bỏ lỡ cơ hội đối mặt vừa rồi. Pha chuyền bóng như đặt của Thế Thành dành cho Duy Long. Khoa ngoại ngữ đang phải nhận những tình huống dứt điểm từ xa liên tục. Rất khác với trận đấu đụng độ ngoài vòng bảng. Đối mặt. Và như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ ngoại ngữ một cách đầy bất ngờ. Thế Thành là người đã ghi bàn. Tình huống mà thủ môn Văn Nam đã mắc sai lầm. Không ai va chạm với Văn Nam cả. Văn Nam thủ thành bên phía sân Văn vẫn chưa hết buồn ngủ. Vâng, một tình huống ngã mà có lẽ là giả vờ rất cao. Bên phía cầu thủ Sơn Văn đến từ thủ thành Văn Nam đã giúp cho ngoại ngữ có được bàn dẫn trước. Rất nguy hiểm và suýt chút nữa thì bàn thắng thứ hai đã đến với cầu thủ ngoại ngữ.
người chạm bóng cuối cùng là cầu thủ đá số 89. Rất nguy hiểm và suýt chút nữa thì bàn thắng đã đến với Hoài Ngữ. Một tình huống phối hợp tấn công hay và phối hợp tấn công khá bất ngờ. Hoài Ngữ đang có một pha chuyền bóng chậm rãi và bất ngờ tăng tốc bằng những đường chuyền. Ngay chỗ này thì khoa văn hóa du lịch và luật thang 17 sẽ gặp nhau. Và một tình huống phạm lỗi ngay ngoài vòng cấm. Dứt điểm ngay, không được. Lại là pha đi bóng và dứt điểm quen thuộc đến từ Tùng Dương. Một tình huống mà Tùng Dương đã đánh lừa được Thế Thành, vượt qua sự truy cản đến từ hai cầu thủ của Ngoại Ngữ. Sau đó tung ra một pha dứt điểm ở góc xa. Dứt điểm thẳng. Không phải là pha phối hợp thôi. Tuyến hai và bàn thắng sang bằng cái biển một đều đã đến. Pha ghi bàn của Tùng Dương. Tỷ số là một đều. Một pha phối hợp khá bất ngờ. Pha ghi bàn xuất sắc. Phản công. Lại dứt điểm từ xa, không vào. Chỉ có may mắn mới giúp cho các thủ Hoài Ngữ thoát thua thì vừa rồi. Lại là cái tên quen thuộc Tùng Dương. Tùng Dương đang làm lu mờ Thế Thành ngày hôm nay. Không vào. Người phá bóng lại tiếp tục là Tùng Dương. Thế Thành dứt điểm ngay, bóng lại tìm tới cột dọc thì phải. Một ngày thi đấu thiếu may mắn đến từ các thủ Ngoại Ngữ ở trong hiệp hai, và vẫn là một cái cột dọc, vẫn là vị trí cũ. Hai tình huống cột dọc liên tiếp mà các thủ Ngoại Ngữ tạo ra, không vào, vẫn lại là cái cột dọc đó. Và lại là ngôi sao Thế Thành. Rất đen đủi và khó hiểu. Khung thành của Ngoại Ngữ. Coi! Vẫn không thể ghi bàn. Một trận đấu mà cơ hội với các thủ Ngoại Ngữ như mới bỏ bể vậy. Anh ơi! Và tỷ số là 2-1 dành cho Ngoại Ngữ sau rất nhiều những cơ hội. Vẫn là ngôi sao Thế Thành. Một tình huống mà Sơn Nhân Văn đã bỏ hỏng ngôi sao Thế Thành ở phía sau. Sau quá nhiều những cơ hội thì có lẽ là khung thành của Sơn Nhân Văn đã được giải bùa. Một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm cả. Rồi, không vào. Một tình huống khá giống với bàn thắng mà Ngoại Ngữ vừa có được. Tuy nhiên thì ngôi sao Sơn Tùng, cầu thủ Võ Văn Thanh người trong hiệp 2 đến từ các cầu thủ Sơn Văn đã không thể cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng. Và tỷ số là 3-1 rồi. Dấu chấm hết dành cho các thủ sau Nhân Văn trong một thế trận như thế này. Thế Thành lại giành một cú hat-trick. Cầu thủ quá quan trọng trong cách chơi. Thế Thành. Vâng, đúng là vỡ trận. Khi mà bàn thắng đến thì mọi thứ đến rất nhanh. Thế Thành đã không ghi bàn mà kiến tạo để cho đội ghi bàn. 4-1. Pha ghi bàn được tính cho Thế Hiếu. Tình huống tăng tốc thông minh.
loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự đến từ các thủ sở Nguyễn Văn. Tỷ số là 5-1. Quay thầy ơi.